xin kính chào quý vị và các đồng chí chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới hôm nay sau trang tin phản ánh các hoạt động của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh là mục chuyên đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phóng sự xuân ấm nơi biên cương sau đây là nội dung chi tiết Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, sáng ngày 28 tháng 1, đồng chí Lê Minh Khái, bí thư trung ương đảng, phó thủ tướng chính phủ và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sipafin, bộ đội biên phòng Điện Biên và trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và gắn biển nhà đại đoàn kết tại xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Trà. Tham gia cùng đoàn về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh. Đến thăm chúc Tết bà con nhân dân huyện Mường Trà, Nậm Pồ và các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Si Pha Phìn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái bày tỏ phấn khởi về những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị tỉnh Điện Biên, hai huyện Mường Trà, Nậm Bồ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương bệnh binh tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới vùng sâu vùng xa tiếp tục thực hiện nghiêm việc quản lý các lễ hội theo quy định đặc biệt là các lễ hội đầu xuân đảm bảo an toàn tiết kiệm phù hợp văn hóa truyền thống bản sắc dân tộc tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông Chia sẻ với những khó khăn vất vả, cống hiến của lực lượng bộ đội biên phòng, Phó Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những thành tích toàn diện mà cán bộ, chiến sĩ của đồn biên phòng Sipafin Phìn đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Điện Biên là tỉnh có đường biên giới dài, địa hình hiểm trở, có đường biên giới tiếp giáp với hai nước Trung Quốc và Lào. Đồn biên phòng Sipha Phìn có địa bàn quản lý rộng, gồm 3 xã, đó là Sipafin, Phìn, Phìn Hồ, Trà Nưa, tính chất quản lý phong phú đa dạng, cán bộ chiến sĩ của đơn vị tiếp tục đoàn kết thống nhất xây dựng ý chí quyết tâm chính trị cao khắc phục khó khăn triển khai đồng bộ toàn diện hiệu quả các biện pháp quản lý bảo vệ biên giới nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán giáp thìn phó thủ tướng chính phủ lê minh khái tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng si phìn trao 280 xuất quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn huyện Nậm Pồ, Mường Trà. Những phần quà này góp phần sẻ chia với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, đầm ấm, đầy tình yêu thương và hạnh phúc. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã đến thăm chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ tại bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy gửi đến cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng gia đình lời chúc sức khỏe hạnh phúc và đón một mùa xuân vui tươi đầm ấm tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông tin về những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023 và khẳng định để đạt được những kết quả ấy có sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng. Đồng thời nhấn mạnh với vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc lãnh thổ an ninh biên giới, trong thời gian qua, Bộ đội biên phòng tỉnh đã đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các đơn vị trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình Xuân Biên phòng Ấm lòng Dân bản đã gói tặng bánh trưng, quà, đồ dùng thiết yếu, góp sức cùng hệ thống chính trị đem Tết đến với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên cương của Tổ quốc. Thay mặt Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thủ trưởng đơn vị đã cảm ơn tình cảm của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã dành cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, sự phối hợp công tác của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng. Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tình hình triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 1, phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kỹ thuật quân khí cho cán bộ nhân viên quân khí bộ đội biên phòng. Tại kho kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cán bộ nhân viên quân khí được giới thiệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý súng, pháo, khí tài đạn dược, công tác quản lý, cất giữ, sắp xếp, bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật trong nhà kho quân khí và trong tủ súng sẵn sàng chiến đấu thống nhất một số nội dung công tác kỹ thuật trong huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu xã, phường, thị trấn, thực hành bảo quản, bảo dưỡng, tân trang vũ khí. Thời gian qua, nhiều hoạt động bảo đảm kỹ thuật được phối hợp triển khai như tổ chức cơ động kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng vũ khí, bộ binh đạn dược và vật phẩm quân khí nhóm 2, thu hồi, cấp đổi đồng bộ vũ khí, khí tài, vật tư kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa trang bị kỹ thuật hư hỏng theo định kỳ, hỗ trợ tổ chức tập huấn, huấn luyện, giúp công tác quản lý số lượng, chất lượng đồng bộ trang bị kỹ thuật được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hệ thống tổ chức ngành quân khí của bộ đội biên phòng tỉnh được củng cố kiện toàn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, ngày càng đi vào nền nếp chính quy. Đợt tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kỹ thuật quân khí lần này nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý, bảo đảm kỹ thuật cho trang bị, xây dựng ngành kỹ thuật chính quy có chiều sâu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay. Sáng ngày 30 tháng 1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh công bố quyết định sáp nhập và tổ chức lại phòng hậu cần, phòng kỹ thuật thành phòng hậu cần kỹ thuật. Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, dự và trao quyết định thời gian qua đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức lại phòng hậu cần phòng kỹ thuật thành phòng hậu cần kỹ thuật theo đúng quyết định hướng dẫn kế hoạch của cấp trên chuẩn bị kỹ về con người và cơ sở vật chất nắm chắc tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ từ đó đề xuất cấp trên xây dựng tổ chức biên chế đúng chức năng nhiệm vụ được sao lựa chọn bố trí sắp xếp cán bộ các cấp đúng chức danh, quy trình, tạo được sự đồng thuận, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tại buổi lễ, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu về sáp nhập, tổ chức lại phòng hậu cần, phòng kỹ thuật, quyết định bổ nhiệm cán bộ, quyết định thành lập tổ chức đảng Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Điện Biên ghi nhận biểu dương các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị cho việc sắp nhập phòng hậu cần, phòng kỹ thuật, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy phòng hậu cần kỹ thuật sau sắp nhập, nhanh chóng ổn định tư tưởng, kiện toàn tổ chức, biên chế, lãnh đạo đơn vị đi vào hoạt động hiệu quả theo đúng chức năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 29 tháng 1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ tiễn 171 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2024. Buổi lễ được tổ chức long trọng theo đúng quy định của quân đội. Nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh trở về địa phương, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết đúng đủ các chế độ chính sách theo quy định của Bộ Quốc phòng và cử các đoàn cán bộ trực tiếp đưa quân nhân về bàn giao tại các địa phương. Tại buổi lễ, thủ trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các quân nhân trong suốt thời gian phục vụ tại ngũ đã không ngừng khắc phục khó khăn, gian khổ, đoàn kết thống nhất góp phần cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đồng thời đề nghị các quân nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân sự trở về địa phương tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ hồ lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh để xây dựng gia đình quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp Trong phần chuyên đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các đồng chí, Luật biên phòng Việt Nam. Chương 3, lực lượng bộ đội biên phòng, điều 17, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 1. Khi thi hành nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng được sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 2 ngoài các trường hợp nổ súng quân dụng theo quy định của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ khi thi hành nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng được nổ súng quân dụng vào tàu thuyền trên biển sông biên giới trừ tàu thuyền của cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự nước ngoài cơ quan đại diện tổ chức quốc tế Tàu thuyền có chở người hoặc có con tin để dừng tàu thuyền thuộc một trong các trường hợp sau đây. A, đối tượng điều khiển tàu thuyền đó tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ. B, khi biết rõ tàu thuyền chở đối tượng phạm tội, vũ khí, vật liệu nổ trái phép, tài liệu phản động, bí mật nhà nước, ma túy, bảo vật quốc gia cố tình chạy trốn. C. Khi tàu thuyền có đối tượng đã thực hiện hành vi cướp biển, cướp có vũ trang theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, quy định của pháp luật về hình sự cố tình chạy trốn. 3. Trường hợp nổ súng quy định tại khoản 2 điều này, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng phải cảnh báo bằng hành động, mệnh lệnh, lời nói hoặc bắn chỉ thiên trước khi nổ súng vào tàu thuyền, phải tuân theo mệnh lệnh của người có thẩm quyền khi thực hiện nhiệm vụ có tổ chức. Điều 18. Huy động người, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự. 1. Trong trường hợp khẩn cấp để bắt giữ người, tàu thuyền, phương tiện vi phạm pháp luật, tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu người bị nạn, ứng phó khắc phục sự cố môi trường nghiêm trọng, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng được huy động người, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự của cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam. 2. Việc huy động quy định tại khoản 1 điều này phải phù hợp với khả năng thực tế của người, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự được huy động và phải hoàn trả ngay sau khi tình thế khẩn cấp chấm dứt. Trường hợp người, tài sản được huy động làm nhiệm vụ mà bị thiệt hại thì được hưởng chế độ chính sách đền bù theo quy định tại khoản 3 điều 7 của luật này. Đơn vị có cán bộ chiến sĩ huy động có trách nhiệm giải quyết việc đền bù theo quy định của pháp luật. 3 Cơ quan tổ chức công dân Việt Nam có trách nhiệm thực hiện việc huy động của bộ đội biên phòng. 4. Trong trường hợp khẩn cấp để bắt giữ người, tàu thuyền, phương tiện vi phạm pháp luật, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường nghiêm trọng, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng được đề nghị tổ chức cá nhân nước ngoài đang hoạt động ở khu vực biên giới hỗ trợ giúp đỡ. trong những ngày cuối năm bên cạnh nhiệm vụ chính trị quan trọng là bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh còn quan tâm chăm lo tết cho người nghèo khu vực biên giới nơi đơn vị đứng chân chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản được tổ chức đã góp phần mang lại không khí tết sớm để nhân dân đón một mùa xuân vui tươi an lành đã thành thông lệ mỗi dịp xuân về tết đến cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng trên tuyến biên giới của huyện điện biên nói chung đồn biên phòng mường pồn nói riêng lại chung tay góp sức cùng đảng bộ chính quyền các xã biên giới chăm lo tết cho các gia đình chính sách các hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn Tết Nguyên đán năm nay cũng vậy, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Pồn đã ủng hộ một ngày lương và trích nguồn quỹ tăng gia của đơn vị để gói và trao tặng 400 chiếc bánh trưng, tặng cho hơn 100 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức trao tặng hơn 70 xuất quà, trị giá 500-600.000 đồng một xuất cho các hộ gia đình có công với cách mạng, các hộ gia đình tiêu biểu tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ở khu vực biên giới thuộc địa bàn hai xã Hua Thanh và Mường Bồn. Cùng với đó, đơn vị còn phối hợp với nhà tài trợ tổ chức gian hàng không đồng với nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ người dân. Đây là nguồn động viên vô cùng to lớn với những người dân khu vực biên giới, đặc biệt là những hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy hơn. Tết rất uh, thinh của năm 2024 là gia đình rất là phấn khởi, rất là cảm ơn, rất là tự hào đến đồng bên phòng 19, biên phòng 14 uh, cũng quan tâm với nhân dân chúng tôi là cho tặng quà Tết cho gia đình chúng tôi và nhân dân tôi rất là cảm ơn đồn biên phòng Mường Có thể nói, trong những năm qua, ngoài các chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng và hũ gạo chiến sĩ, thì mỗi dịp xuân về Tết đến, cán bộ chiến sĩ các đơn vị còn triển khai và thực hiện nghiêm túc chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản để cụ thể hóa đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng trong thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón Tết. Thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Ủy ban dân huyện Điện Biên về cái thực hiện cái chương trình uh, Ngày hội Biên phòng toàn dân, Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản thì chúng tôi này cũng uh, làm tốt cái công tác là phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương uh, thực hiện cái chương trình uh, rà soát các hộ nghèo trên địa bàn có những cái hoàn cảnh khó khăn, rồi những cái gia đình chính sách, rồi là các cháu học sinh vượt khó trong học tập thì giúp đỡ một phần nào đó để động viên uh, viên họ có những cái uh, vượt qua những cái khó khăn, rồi là chuẩn bị trong cái việc cái cái dịp mà đón cái tết đến xuân về. Cùng với việc chăm lo Tết cho người nghèo, hộ gia đình chính sách ở khu vực biên giới, các đồn biên phòng còn thực hiện tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bộ đội biên phòng tỉnh quản lý bảo vệ trên 455 km đường biên, 4 huyện, 29 xã biên giới. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác biên phòng, kịp thời nắm bắt tình hình nội ngoại biên, không để bị động bất ngờ, phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới. À, để đảm bảo an ninh trật tự. À? trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị đã tổ chức hội ý, họp, xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách, đặc biệt như là giao nhiệm vụ cho các tổ đội công tác tại địa bàn để làm sao là phối hợp chặt chẽ với các đối tượng đứng chân trên địa bàn, tổ chức nắm chắc tình hình, phát hiện từ sớm từ xa để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ huy đơn vị cũng như là tham mưu cho đảng ủy chỉ huy có cái chủ trương chính sách phòng chống từ sớm từ xa để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu vực đơn vị phụ trách. Bên cạnh đó, các đồn biên phòng còn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trên khu vực biên giới, thực hiện tốt chỉ thị 01 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới tổ chức cho các hộ dân đăng ký tự quản đường biên cột mốc giữ gìn an ninh trật tự thôn bản Bên cạnh đó, các đơn vị còn phân công cán bộ, chiến sĩ xuống đón Tết với bà con nhân dân và phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Đồng thời, tăng cường cán bộ xuống các địa bàn trọng điểm để phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác nhằm đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán để cho nhân dân vui xuân đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm. Thì để thực hiện cái bảo vệ cái chủ quyền an ninh biên giới trong dịp Tết giáp thìn 2024 thì Bộ Quốc Hồ phòng tỉnh Điện Biên đã quán triệt thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ Quốc phòng, quân khu 2, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh Điện Biên đã xây dựng đầy đủ các kế hoạch triển khai nghiêm túc đến các đơn vị cơ sở. Thứ hai là chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới, nắm chắc tình hình nội ngoại biên để đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn. Thứ ba đó là duy trì nghiêm các cái chế độ sẵn sàng chiến đấu tổ chức quan tâm duy trì ở các tổ chốt biên giới ở trên biên giới thứ ba là tăng cường lực lượng để bám lắm địa bàn biên giới cả biên giới trên toàn tuyến thứ tư là tổ chức các cái tổ đội công tác đến nắm tình hình ở các bản rồi kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm với chủ trương chính sách của đảng pháp luật nhà nước về bảo vệ an toàn an ninh trong dịp tết Thực hiện chương trình Xuân Biên phòng Ấm lòng dân bản và Ngày hội Biên phòng Toàn dân, các đồn biên phòng đã trao tặng 1.725 xuất quà trị giá 639,2 triệu đồng, trao tặng 3.856 chiếc bánh trưng trị giá 192,8 triệu đồng cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia làng, trường bản, người có uy tín, quân chúng tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã biên giới tặng 4 mái ấm nơi biên giới trị giá 560 triệu đồng 93 xuất quà cho các cháu học sinh thuộc chương trình nâng bước em tới trường con nuôi đồn biên phòng trị giá 46,5 triệu đồng tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 150 lượt người trị giá 32,5 triệu đồng 3 gian hàng không đồng trị giá 37,5 triệu đồng tổng kinh phí 1 tỷ 508,5 triệu đồng. Có thể thấy, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, thì cứ vào mỗi dịp xuân về Tết đến bằng những việc làm cụ thể và thiết thực trong việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã góp phần giúp người dân đón một cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn từ đó động viên khích lệ nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, góp phần xây dựng vùng biên cương của Tổ quốc mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh. Chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.